Uh, phần 1 thì chúng ta tôi muốn chấm dứt hẳn cái, cái phần <cười> <cười> gọi là quá khứ đi và chúng tôi muốn nói tới tương lai uh, tương lai đây chúng ta có hai tương lai một tương lai uh, trung hạn đó là tìm ra huấn luyện viên cho đội tuyển Việt Nam và U23 chuẩn bị nhất là cho U23 châu Á đúng không vòng chung kết cuối cùng là cái giải của AFF và tương lai gần hơn nữa thì là mấy hôm nữa thì Man City đá với Arsenal của anh tục thì nói cái tương lai <laughs> tương lai trung hạn trước đi bây giờ đội tuyển Việt Nam sẽ lựa chọn huấn luyện viên nào có những ứng viên ví dụ như là bà là là những người ý ra là ở nội địa đó nhé những người mà chúng ta thấy rằng là bao gồm cả người 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 nước ngoài lẫn người Việt Nam nhưng đang hoạt động tại Mỹ đúng không? có những ai nào? Các anh thử tiến cử đi. Anh kia thì xác thì có vẻ như là là cái tên dễ làm cho mọi người nhớ đến. Thì vấn đề thứ nhất nếu mà để mà ứng xử với truyền thông ứng xử với dư luận thì tôi nghĩ là không không, có ai hơn ông này được. Không <laughs> ai hơn chắc chắn là ông này <laughs> sẽ được yêu yêu mến bởi các hội viên. Còn cái kết quả có được hay không thì chưa biết nhé nhưng mà chắc chắn là các đồng động viên sẽ thấy vì ông này anh này anh này rất là là là, là, là mềm tính, đúng không? rất là hòa nhã. Đúng không? Một người nữa mà mọi người nhắc đến ông Popop ông nơi thanh hóa, ông này cũng như cái ngọn núi lửa hơi giống Klopp nhỉ, cũng vừng, cũng là hay thắng thì vui lắm, mà thua thì chưa biết thế nào. Rồi những người huấn luyện nội còn ai nữa nhỉ anh nhỉ? Anh, uh, anh Anh Tuấn, anh Tuấn là cũng đã thành công với u ba, đúng không? Đã vô địch rồi, SEA uh, Games gì uh, Châu Á rồi. Ở Đông Nam Á chứ xin lỗi Đông, Nam Á rồi làm U20 tốt rồi à, và cũng đã là trợ lý cho các uh, huấn luyện viên nước ngoài trong các anh ấy, ấy là sáng giá nhất đấy tôi 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 dạy vốt đấy U23 thì chắc là anh ấy à, hình như là U23 anh ý chốt anh ấy sao U23 là chốt rồi là chốt rồi. rồi gần như chắc chắn là, anh Tuấn là chốt rồi. rồi. chốt rồi chúng ừ. có đội tuyển này có nên là anh ấy luôn không hay là một trong mấy cái tên mà chúng ta vừa nói đến anh Tuấn nên là nên nên những người đang luôn. tạm gọi là gọi là vừa có ảnh hưởng này và thậm chí là đang dỗi tức là giành việc. <laughs> ừ. Anh nếu... Tuấn thì U23 chốt rồi nhá. Và gọi là gọi, còn còn có là tạm quyền đội tuyển Việt Nam Đúng thì rồi. tôi nghĩ là cũng thế cũng sao cả. Có một cái tên nữa anh quên. Ông Mano Polking. À, rồi, cũng là một cái tên. Cũng à. biết bóng đá Việt Nam chứ. Rất giỏi bóng đá Đông Nam Á luôn. Rồi một số huấn luyện viên làm ở V-League, anh Chu Đình Nghiêm, anh Vũ Hồng Việt của Nam Định. Tất nhiên là anh Việt thì với Nam Định chắc là còn làm lâu lâu. Nhưng mà cơ bản trong bối cảnh này những người mà đang làm tốt ở v tôi nghĩ là đều có thể ít nhất là tạm quyền làm đội tuyển trong tháng 6. Thực ra bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là ai sẽ tiếp quản chiếc ghế của ông Tuchel thì trong sâu xa tôi vẫn có cảm giác đây không, chưa phải là lúc phù hợp để huấn luyện viên Việt Nam làm chính thức. Nhưng mà trước mắt đối phó cho hai trận đấu tháng 6 thì không là chừa năng anh Tuấn anh làm U23 trở về thì tháng 6 anh làm tiếp đội tuyển. Đúng, Đúng rồi. Thì là tạm tôi, quyền thôi. Tôi, tôi nghĩ tôi nghĩ là chúng ta nên nên suy nghĩ nhiều hơn cho cái việc nó là, là, là nó là nghĩa là sau tháng 6 đi. Còn cái việc chương 6 thì nói thật là ai làm mới với chúng ta bây giờ nó cũng không quá quan trọng nữa. À, đúng rồi. Bởi vì cái kết quả này là chúng ta đã gần như là 99% bị loại rồi. Thôi nhưng vẫn phải đá cho nó đàng hoàng không, đấy. Không đá đàng hoàng, đá đàng hoàng. Bởi nhưng. vì là thể diện của chúng ta là một phần thôi. Vấn đề là điểm xếp hạng đúng, đúng rồi đó. và để nó tốn nhiều đoạn quá đoạn rồi, động lực cho động lực để làm động lực cho đoạn sau. Thế nhưng ý tôi nói rằng là cái sau cái tháng 6 đi. sau tháng 6. Tôi thích ông Ponking. Ừ, anh vật rất hay. Anh Huy thích ông nào? Tôi thì tôi thích ông Popop nếu có thể nhá là tôi đề xuất tôi đề xuất ông Popov vẫn làm đội Thanh Hóa nhưng mà trong tháng 6 là thử làm hai trận đội tuyển nếu mà ngon lành thì liên đoàn có thể can thiệp với bầu đoan là để mà hết mùa này ông Popov xong sứ mệnh với Thanh Hóa là ông làm đội tuyển được nếu mà có thể thương lượng được với Thanh Hóa thì tôi cũng thích thấy ông này là cũng có vẻ hợp mà ông rất hiểu của thủ V-League thế còn anh Tùng bên chúng ta bởi vì chúng ta không biết những danh sách của những người ngoài cái V-League này nhá đúng rồi bởi vì còn rất nhiều những người Hàn người Thái đều rất là giỏi nữa mà đang ở, ở ngoài kia mà chúng ta không biết và chắc lên đoàn cũng đang đang tập hợp CV rồi đúng không? về dài hạn thì tôi mong muốn một huấn luyện viên ngoại bởi vì dù sao đi nữa với bối cảnh bóng đá Việt Nam ấy điều kiện gọi là xã hội của chúng ta với cái cách phản ứng của của, của số đông thì một đội viên nước ngoài có lẽ là là tốt hơn và họ dễ chịu đựng được và hơn. cái họ có một cái uy để ứng xử họ có một cái thế để ứng xử trong khi đó huấn luyện viên nội của chúng ta thì dễ bị mong manh trong cái chuyện đó mặc dù là những cái tên của huấn luyện viên nội vào lúc này nếu mà chúng ta liệt kê ra đây ấy, thì họ đều có những cái cái, cái gọi là cái, cái, cái danh và cái thế nhất định ví dụ như anh hoàng anh tuấn ví dụ như là anh chu đình nghiêm thậm chí là một vài người khác nữa Đấy, nhưng mà nói thật là huấn luyện viên nội nếu mà dài hạn với những cái chiến lược với những cái chiến dịch dài là, là khó nhưng mà trong ngắn hạn để chuẩn bị thì cái huấn luyện nội thì lại hoàn toàn có thể phù hợp đấy, ví dụ như là giải quyết cái bài toán của tháng 6. Ờ, và ở, trong cái bài toán của tháng 6 đấy nếu như nhìn thấy những cái cái cơ hội thì tôi nghĩ rằng là không phải là không có cửa hay nói khác là không nên đóng hết tất cả cơ hội với các huấn luyện nội trong cái việc tính đến một cái dự án dài đi bởi vì sao đấy bởi vì tôi nghĩ rằng là các huấn luyện viên nội của chúng ta những người mà đã được trang bị những cái kiến thức qua những cái bằng cấp học hành ấy là tương đối là đầy đủ và họ có những cái sự cập nhật họ cũng đã có một cái sự va chạm ở mức độ tương đối họ cũng có có sự cái, cái, sự kết nối nhất định nếu như không muốn nói là rất là sâu sắc với các thế hệ cầu thủ ví dụ như anh Hoàng Anh Tuấn chẳng hạn thì Lứa Quang Hải Hoàng Đức là những người mà đã cùng anh ấy đi đi những cái chiến dịch ở đỉnh cao lứa Bắc đã trẻ rồi bóng đá trẻ Việt Nam đến với World Cup là dưới bàn tay của anh Tuấn và đó với những con người như vậy và bây giờ họ đang là những vẫn là những con người ở lứa tuổi trụ cột thì bên cạnh những cái việc mà gọi là yếu tố liên quan đến chuyên môn liên quan đến ý tưởng liên quan đến tổ chức xây dựng hệ thống thì cái sự gần gũi đấy nó cũng là một cái yếu tố giúp cho những con người đó có thể phát huy và tôi nghĩ rằng là cái vị trí huấn luyện trưởng của đội tuyển quốc gia ấy, sau nhiều năm ấy thì không phải không có cửa cho huấn luyện viên nội ở chỗ là thế này này đấy cũng là một đỉnh cao về nghề nghiệp sau khi đã làm rất tất cả các cái cấp độ khác nhau thì lên đến đội tuyển ấy, nó cũng là một cái thứ đỉnh cao nghề nghiệp và ở cái tuổi mà có thể nói là rất là chín chắn của anh nghiêm anh nghiêm là bằng tuổi tôi 52 tuổi anh tuấn là 56 tuổi không già rồi lại già rồi. không chín tôi nghĩ là chín còn muộn hơn <laughs> tí nữa thì không biết đúng không ạ vì các anh ấy vẫn đang thường xuyên cập nhật đấy, thì cũng có thể là có cơ hội nhưng tôi tôi nghĩ rằng là, là là, là là nó ở đây nó đều có những cái có những cái cái tình 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 thế là gọi là 50 50 một chút nhưng uh, về 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 đường dài thì quả thật là tôi vẫn phải nghiêng tôi vẫn muốn nghiêng về về huấn luyện ngoại và cái gợi ý Manupunking ấy cũng là một cái gợi ý tốt À, tuy nhiên chưa chắc đã phải là cái, 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 cái bộ hồ sơ đấy cái cv đấy đã nằm trên bàn của liên đoàn đâu và biết đâu là nó có những cái giải pháp khác rồi chúng ta không thể chúng ta chưa có thông tin có dữ liệu để mà gọi, là, uh, gọi là, 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 là để bình luận về cái chuyện này nhưng cái đường dài ấy, là cái, đường, cái yếu tố mà tôi nghĩ là cái lợi thế của huấn luyện viên ngoại có một cái uy ấy, là một cái chi tiết rất là quan trọng còn ở góc độ huấn luyện viên nội một lần nữa tôi xin nhắc lại là tôi rất mong chờ một cái, một cái gọi là khoảnh khắc mà một huấn luyện viên nội vươn lên để khẳng định cái cái khát khao về nghề nghiệp của mình vì đấy là một cái đỉnh vinh quang ừ. trong nghề nghiệp đúng đúng cái đấy tôi tôi hoàn toàn đồng ý việc một đối viên nội mà làm được như thế thì quá tốt thế nhưng mà cái mà tôi lo ngại hơn ý chính là cái việc là một đối viên nội ấy, thắng ấy thì không nói làm gì thua ấy, thì liệu có chịu được cái sức ép như những gì ông Chu ông đã phải chịu trong cái thời gian vừa qua không Khó nên đấy. nhớ rằng là một người nước ngoài không biết tiếng Việt Nam nghe có phiên <laughs> dịch nó bập bõm thế này thế không kia sao. thì nó không sao chứ còn mà nói thật mà cứ đọc uh, trên mạng xã hội trăng sông đấy, bởi vì xúc phạm nhiều lắm, lăng mạ nhiều lắm và như thế là rất là, là người ta không chịu nổi đâu, nên là cái đó là cái mà người ta phải nghĩ rất là nhiều chứ không phải đơn giản. chính xác Thắng thì dễ lắm mà hay trả sướng, đúng không? ạ Thua thì chịu được cái sức ép của của mà tôi thật nói trong trong nhiều trường hợp trên mạng xã hội là một đám đông hung hãn. Chính xác. Nhưng mà có một chi tiết là anh, anh 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 Vũ ạ, ảnh hưởng gia đình nhá, vợ con ấy. với các huấn luyện viên mà giả sử là là nội giải quyết hai cái trận đấu trong tháng 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 sáu tới đây, tôi nghĩ rằng là họ có một cái lợi thế vì sau một cái cơn giận đang đáy đang đáy rồi đánh. đúng rồi thì họ sẽ có một sự khởi đầu nó 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 êm ả nó thuận lợi và, và nếu có thua người ta cũng vẫn sẽ chấp nhận hơn chấp nhận thì nhân nếu mà. mà không tôi tôi đã nói là tôi hỏi đặt câu hỏi của tôi là câu hỏi của sau tháng 6 chứ còn tháng 6 thì nói thật trong bối cảnh này thì ai cũng cũng dễ làm hơn tháng là 6 một người đang làm ở việt nam này ừ, là cho nhất. nó tiện thì cho và nó là làm hiểu là phán đúng. làm phiếc nó cũng dễ nó không phải đơn giản vì nói thế thôi chứ bây giờ làm sao anh đi đàm phán với huấn luyện viên ở ngoài kia anh bảo là chúng làm hai trận thử xong tôi giả tiền không khó lắm cái chuyện đấy khó lắm người ta à, đúng rồi khó, cái người nước ngoài này. để mà mời về để mà làm đó, được sau cái tháng là 6, tạm quyền cho hai tháng một năm hai năm chứ không có chuyện đó nên là chỉ những người mà ở đây đang hoạt động đây rồi và thậm chí kể anh cái anh kia đi xác minh bố bốp nếu anh đặt vào địa vị đấy anh bảo là tôi làm hai trận thôi người ta cũng phải nghĩ chứ không có phải không ạ bây giờ các anh thử đặt vào địa vị các anh đang làm ở Hà Nội anh đang làm ở Thanh Hóa xong bảo thôi anh đến đây anh làm thử hai trận nếu tốt làm tiếp tôi tôi nghĩ tôi là không không tôi thế là coi như là không tôn trọng họ do thái độ của lãnh đạo câu lạc bộ thôi nếu mà lãnh đạo câu lạc bộ có tác động ừ. thôi đất nước tôi đang cần một người để ông thử thì có khi với và và theo dạng người à, à, là nếu là mà thử thử được thì được không được thì thôi ừ. ok không sao ừ. Ủa. Có một người nữa là Lee Yang Jin Lee Yang Jin từng là cánh tay phải của ông Park Rất sắc sảo tuổi vẫn đang sung sức Hiện nay thì đang vướng là ông ấy làm một cái chân trong giống như hội đồng huấn luyện viên quốc gia của Hàn Quốc ấy. Thế nhưng mà nếu mà tháo gỡ được thì ông Lee Yang Jin cũng là người tôi cho rằng có thể làm tốt đấy Đệ tử của ông Park mà Thì thôi, thôi cái hướng kia bây giờ là là, là cái, cái, tạm thời chúng ta đóng lại thì là cái ông Lee, Lee là chính là cái phong cách kiểu ông Park thì mình lại đi theo cái kiểu căn cơ như vậy với trường hợp của ông Popop ấy thì chúng ta cũng đang nhìn nhận theo một cái chiều thuận là những cái kết quả nó tương đối tích cực của Đông An Thanh Hóa. Nhưng mà chúng ta cứ thử hình dung rằng là cái 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 triết lý cái hay là cái khác là cái tư tưởng làm bóng đá của của huấn viên người Bulgaria này là không có phòng ngự tức là đá mà gọi là gọi là hiệp, hiệp sĩ đá cho đá sướng đá cho nó gọi là thì cơ cao lắm. Thì nó nó rất tích cực ở chỗ là là chúng ta có thể có những trận đấu tưng bừng nhưng mà rủi nó rơi đúng, đúng do, một cái trận đúng 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 đấu mà nó thua thì sao <laughs> thì cái gì nó sẽ là là cái mà ông sẽ Cổ chịu lắm mà người hâm mộ Việt Nam đội tuyển không muốn thua tóm lại cũng chỉ thích thắng thôi Đó rồi ok